Ngọc Dung và Mai Cúc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Chiến dịch của Tổng thống Trump gây quỹ hơn 5 triệu US dollars vào đúng ngày bỏ phiếu luận tội. Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump cho biết tối thứ Tư, 18 tây tháng 12, rằng họ đã huy động được hơn 5 triệu USD vào ngày Hạ Viện bỏ phiếu luận tội, theo Daily Caller. Tổng thống Trump đã huy động được hơn 5 triệu USD và vẫn đang gia tăng. Hôm nay, khi người Mỹ sử dụng túi tiền của họ để thể hiện sự ủng hộ chống lại cho luận tội lừa bịp của bà Pelosi. Brad Boskel, quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã viết trên Twitter sau cuộc bỏ phiếu. Số tiền gây quỹ thật đáng kinh ngạc, ông nói thêm. Hạ viện Mỹ chính thức thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Tối thứ Tư, ngày 18 tháng 12 giờ Mỹ, tức sáng nay 19 tháng 12 giờ Việt Nam, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua hai điều khoản luận tội tổng thống Trump là lạm dụng quyền lực và cản trở nghị viện theo Breitbart. Nhà trắng đưa ra một thông cáo sau khi Hạ viện bỏ phiếu, trong đó có đoạn: "Hôm nay đánh dấu sự cùng cực của một trong những vở kịch chính trị đáng sâu hổ nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta." với việc không nhận được bất kỳ một phiếu bầu nào của Đảng Cộng Hòa và không trình bày được bằng chứng của bất kỳ sai phạm nào. Đảng Dân Chủ đã thúc đẩy các điều khoản luận tội không chính đáng chống lại Tổng thống thông qua Hạ viện. Sau khi hoàn tất bỏ phiếu, Hạ viện sẽ chuyển vụ luận tội qua Thượng viện, nơi sẽ quyết định có trất phế Tổng thống hay không. Tại đây, tất cả 100 thượng nghị sĩ sẽ đóng vai bồi thẩm viên của một phiên tòa và chủ tọa sẽ là ông John Roberts, chủ tịch tối cao pháp viện. Bất mãn gia tăng đối với tính pháp quyền của Hồng Kông. Kết quả nghiên cứu thường niên của một viện chính sách cho thấy sự bất mãn đối với tính pháp quyền ở Hồng Kông đã gia tăng gấp đôi trong năm nay, theo RTHK. Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Trung Văn đã khảo sát 1.000 người trong tháng 10 và 11, và hơn một nửa trong số đó cho biết họ không hài lòng với cách thức pháp luật được thực thi tại thành phố Cảng. Tỷ lệ 52% số người được khảo sát bày tỏ sự bất mãn trong năm nay đã gia tăng gần như gấp đôi so với năm ngoái 27%. Hầu hết những người được phỏng vấn xếp hạng tính độc lập tư pháp và khả năng ngăn chặn chính phủ lạm quyền là những khía cạnh quan trọng nhất của tính pháp quyền. Chủ tịch Trung tâm Khảo sát Long Minh Hoài cho biết sự bất mãn đối với tính pháp quyền có thể gây tổn hại đến sự phát triển kinh tế thành phố bởi rủi ro tháo chạy Vốn và nhân sự nước ngoài là khỏi thành phố Cảng. Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án Triều Tiên vi phạm nhân quyền. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư, ngày 17 tây tháng 12, trong một nghị quyết thường niên đã lên án Triều Tiên vi phạm nhân quyền lâu dài, liên tục qua hệ thống và trên diện rộng. Phái viên của Bình Nhưỡng sau đó đã bác bỏ nghị quyết này, theo Reuters, hôm 19 tây tháng 12. Mỹ và hàng chục quốc gia đồng hộ nghị quyết và Đại hội đồng 193 thành viên thông qua mà không cần bỏ phiếu. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, ông Kim Song, nói với Đại hội đồng rằng nghị quyết không liên quan gì đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền thực sự vì đây là một thủ đoạn của các âm mưu chính trị do các thế lực thù địch tìm cách bôi nhọ phẩm giá và hình ảnh của Triều Tiên trong những cũng như lật đổ hệ thống xã hội của chúng tôi. Reuters trích dẫn. Tổng thống Trump viết thư dài 6 trang cáo buộc đảng Dân Chủ đảo chính. Trước cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống tại Hạ viện Ông Trump đã viết một bức thư dài 6 trang gửi bà Nancy Pelosi hôm 17 tây tháng 12, cáo buộc đảng Dân Chủ, đảo chính bất hợp pháp, mang tính đảng phái và tuyên chiến với nền Dân Chủ Mỹ khi tìm cách phế truất ông, theo Reuters. Tổng thống Trump viết, cuộc luận tội không gì hơn là một nỗ lực đảo chính bất hợp pháp, mang tính đảng phái và sẽ thất bại nặng nề tại phòng bỏ phiếu dựa trên thái độ của công chúng gần đây. Ngụ ý tới cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Bằng cách thức đẩy cuộc luận tội trái phép đó, các vị đang vi phạm lời thề nhậm chức, các vị phá vỡ lòng trung thành với hiến pháp và đang tuyên chiến với nền dân chủ Mỹ. Ông Trump viết, ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nhắc đến bà Pelosi, đã biến Hạ Viện từ cơ quan lập pháp được kính trọng thành một phòng xử án riêng tư của cuộc đàn áp đảng phái, và hầu như không che giấu sự thù ghét đối với ông. Sau khi bức thư được công bố, Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng rằng cuộc luận tội là một sự lừa đảo ngay từ đầu. Bức thư của ông Trump được gửi đi trong bối cảnh Hạ Viện sẽ bỏ phiếu vào hôm nay, 18 tây tháng 12 về các điều khoản luận tội ông trước đó ủy ban tư pháp hạ viện đã thông qua hai điều khoản luận tội tổng thống trump bao gồm lạm dụng quyền lực và cản trở nghị viện tuy nhiên các thành viên của đảng cộng hòa vẫn nỗ lực bảo vệ tổng thống trump lãnh đạo phe đa số tại thượng viện mick mcconnell bác bỏ yêu cầu của đảng dân chủ nhằm đề nghị bốn cựu quan chức và đương nhiệm của nhà trắng ra làm chứng tại phiên tòa luận tội dự kiến diễn ra vào tháng tới ở Thượng viện. Đức Giáo Hoàng Francisco cho giải mật các vụ lạm dụng tình dục. Ngày 17 giây tháng 12, 2019, Giáo Hoàng Francisco đã ra một quyết định chưa từng có khi cho tiết lộ quá trình xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội, được các nạn nhân chờ đợi từ rất lâu, Quyết định trên còn cho thấy quyết tâm của giáo hoàng trong cuộc chiến chống tệ nạn này. Thông tin viên RFI Eric Sernacua tường trình từ Vatican. Các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong giáo hội chờ đợi ngày này từ rất lâu. Giáo hoàng Francisco đã lắng nghe họ. Bí mật tòa thánh vẫn giữ trong bóng tối tiến trình xét xử các trường hợp lạm dụng tình dục. Từ giờ được tiết lộ. Vấn đề này được thảo luận trong thời gian dài kể từ khi cuộc họp cấp cao tại Vatican vào ngày 2 tây năm 2000 vào tháng 2 năm 2019, quy tụ các đoàn giám mục từ khắp thế giới để bàn về các vụ lạm dụng tình dục. Giới chức thượng tầng giáo hội cũng tỏ ra ngập ngừng về việc tiết lộ các vụ xử lý, nhưng giáo hoàng muốn minh bạch. Cho đến nay, bí mật tòa thánh vẫn cản trở các nạn nhân theo dõi quá trình kỷ luật nhắm vào một linh mục hoặc một thầy tu bị cáo buộc cũng vì bí mật tòa thánh mà các nạn nhân còn không được biết đến hình phạt đối với người xâm hại họ việc cho tiết lộ bí mật còn giúp các giáo phận phối hợp tốt hơn với tư pháp dân sự vì các giáo phận này sẽ không thể viện cớ bí mật tư pháp của các nước cũng có thể yêu cầu cung cấp tài liệu lưu trữ cho đến giờ, vẫn nằm trong tòa thánh để chuyển cho các thẩm phán điều tra. Tòa thánh giải thích rằng thông tin về nạn nhân và các nhân chứng dĩ nhiên luôn được bảo mật. Văn bản được công bố hôm 17 tháng 12 cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc bảo vệ danh tính của những thủ phạm để công lý có thể được thực thi trong những điều kiện tốt nhất. Hồng Kông hủy bắn pháo hoa dịp năm mới. ruster hôm thứ Tư 18 tê tháng 12, dẫn tin từ Cục Phát triển Du lịch Hồng Kông cho biết, màn bắn pháo hoa vào đêm 31 tê tháng 12 sắp tới tại cảng Victoria sẽ bị hủy vì chính quyền lo ngại an ninh trong bối cảnh phong trào dân chủ vẫn đang diễn ra. Đây là lần đầu tiên sự kiện bắn pháo hoa mừng năm mới tại Hồng Kông bị hủy trong 10 năm qua. Các quan chức trong ngành du lịch cho biết, chương trình sẽ được thay thế bằng màn bắn pháo hoa từ nóc các tòa nhà cao tầng với quy mô nhỏ hơn so với màn trình diễn ở cảng Victoria hàng năm. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên sắp đến Trung Quốc. Đặc phái Đặc phái viên Mỹ Stephen Bigon sẽ đến Bắc Kinh trong hai ngày từ 19 đến 20 tháng 12 sau khi Nga, Trung đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bản dự thảo dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt với Triều Tiên, theo Russell. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17 tháng 12 cho biết trong một tuyên bố, ông Biogun tấn Trung Quốc để thảo luận về việc duy trì đoàn kết quốc tế với Triều Tiên. Phản ứng trước đề xuất của Nga Trung, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Bây giờ không phải là lúc để hội đồng bảo an cân nhắc việc dỡ các lệnh trừng phạt bởi Triều Tiên đang đe dọa thực hiện leo thang khiêu khích từ chối đàm phán phi hạt nhân hóa và tiếp tục duy trì phát triển các vũ khí hủy diệt hàng loạt bị cấm cũng như các chương trình tên lửa đạn đạo. Cảnh sát Thái Lan bắt người đăng ảnh không phù hợp trên Facebook AFP dẫn tin từ bộ trưởng kinh tế và xã hội kỹ thuật số Bukhip Pons Puna Kanta cho biết cảnh sát thái lan hôm nay bắt một nghi phạm vì đăng lên facebook bức ảnh chụp người biểu tình ở bangkok trong đó có hình cố vương Bumibo Adulyadej. nghi phạm bị bắt sau khi một bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng cho thấy một người dơ tấm biển chỉ trích chính phủ độc tài Phần nền phía sau có chân dung của cố vương Bumibo Odujadie. Bộ trưởng Buhi Ponsi bình luận trên Facebook, bài đăng với bức ảnh này là không phù hợp, khiến tất cả người Thái bất bình và không ai có thể chịu được điều này. Ông Buhi Ponsi cho biết ông đã điều tra trước khi cảnh sát bắt nghi phạm, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện chưa rõ nghi phạm sẽ đối mặt với tội danh gì và quá trình điều tra vẫn đang diễn ra. Thái Lan duy trì luật khi quân nghiêm ngặt, trong đó những người xúc phạm hoàng gia có thể đối mặt với mức án từ 3 đến 15 năm tù. Úc trải qua ngày nóng nhất lịch sử. Cục khí tượng Úc hôm nay cho biết Úc đã trải qua ngày nắng nóng nhất lịch sử vào thứ ba khi nhiệt độ trung bình trên toàn quốc là 40,9 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 4,3 độ C vào tháng 1 năm 13. Theo các nhà chức trách, thời tiết của Úc có khả năng xấu đi trong thời gian tới, khiến tình trạng cháy rừng ở nước này thêm trầm trọng. Hàng trăm vụ cháy rừng đã xảy ra trên khắp nước Úc trong nhiều tháng gần đây, trong đó có vụ cháy lớn vẫn chưa được dập tắt ở phía bắc Sydney. Nhật, Hàn và Trung sắp họp bàn về Triều Tiên. Lãnh đạo Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gặp nhau tuần tới để bàn về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và thỏa thuận thương mại, theo AFP. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe ở thành đô tỉnh Sứ Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 24 tây tháng 12. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân cho biết trong họp báo hôm nay. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh ngày 24 tây tháng 12 là tạo ra tác động có tính xây dựng trong việc đạt được hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên. Ông Lưu nói trong hội nghị thượng đỉnh ba bên này, lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ họp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc khẳng định vấn đề Triều Tiên chưa đi chạch quỹ đạo. Thủ tướng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng vấn đề Triều Tiên chưa chạch quỹ đạo vẫn đang đứng trước cơ hội bên cạnh thách thức theo VOV. Trong cuộc họp báo về hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc và Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc vừa diễn ra hôm nay 19 tây tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chú Huy khẳng định vấn đề bán đảo Triều Tiên vẫn đang đứng trước cả cơ hội và thách thức, chưa chạy khỏi quỹ đạo đối thoại. Ấn Độ và Trung Quốc có nhiều người chết vì ô nhiễm nhất thế giới. Ấn Độ đứng đầu thế giới vì số người chết do ô nhiễm môi trường, theo ngay sau là Trung Quốc và Nigeria theo The Sun Daily. Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm GASP hôm 18 tây tháng 12 công báo báo cáo ước tính tác động toàn cầu của các chất gây ô nhiễm đối với không khí, nước và nơi làm việc. Trong số 10 quốc gia ghi nhận số người chết vì ô nhiễm nhiều nhất trong năm 2017. Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu danh sách với lần lượt 2,3 triệu và 1,8 triệu người chết. Xếp ngay sau là Nigeria, Indonesia và Pakistan. Số trường hợp thiệt mạng vì ô nhiễm thậm chí còn nhỉnh hơn số người chết vì thuốc lá 8 triệu người trên một năm và bỏ xa các tác nhân khác như rượu, ma túy, HIV, sốt rét, bệnh lao và chiến tranh. Nhiều người Mỹ đổ bệnh vì cúm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, CDC, ghi nhận 30 người tại 13 tiểu bang đến nhiễm khuẩn Campylobacter jejuni đa kháng thuốc sau khi tiếp xúc với cún ở cửa hàng thú cưng. CDC cho hay trong số 24 người ngã bệnh, 21 người báo cáo từng tiếp xúc với cún con và 15 người từng ôm cún tại các cửa hàng thú cưng tại nhiều tiểu bang. Các triệu chứng bao gồm tiêu chảy, đau bụng, sốt và thường kéo dài khoảng một tuần. Người bệnh thường khỏe lại sau thời gian này mà không cần kháng sinh. Một số trường hợp nhiễm bệnh bắt đầu từ tháng 1, năm 2019 và độ tuổi bệnh nhân dao động nhân dao động từ tháng 8 đến 70 tuổi. Ông Tập Cận Bình tới thăm Ma Cao. Ông Tập Cận Bình hôm nay 18 tây tháng 12 bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Ma Cao nhân dịp kỷ niệm 20 năm đặc khu này được trao trả về Trung Quốc theo Russia. Lịch trình đầy đủ chuyến thăm chính thức Ma Cao dài nhất của ông Tập chưa được công bố, nhưng ông sẽ dự lễ tuyên thệ nhậm chức của trưởng đặc khu hành chính Hồ Lát Sen vào ngày 20 tháng 12. Ngoài ra, ông Tập sẽ công bố các chính sách nhằm đa dạng hóa nền kinh tế đặc khu vốn phụ thuộc vào các sòng bạc, nhằm biến nơi đây thành một trung tâm tài chính mới với một sàn giao dịch chứng khoán bằng đồng nhân dân tệ nhằm đảm bảo an ninh nhân dịp lễ kỷ niệm, đơn vị điều hành phà Macau Turbo Jack cho biết họ đã giảm một nửa số lượng chuyến phà đến và đi từ Hồng Kông. Hệ thống đường sắt nhẹ của đô thị cũng ngừng hoạt động từ ngày 18 đến ngày 21 tây tháng 12. Trước đó, từ tháng 11, Bắc Kinh tăng cường kiểm soát thực thi đối với người dân Trung Quốc đến Macau. Macau là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 20 tháng 12 năm 1999 dưới mô hình một quốc gia hai chế độ, tương tự Hồng Kông. Nguồn thu của Macau phụ thuộc phần lớn vào ngành công nghiệp cờ bạc được chính quyền hợp pháp hóa, với các sòng bạc đóng góp khoảng 80% ngân sách đặc khu. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 10.000 điểm kể từ khi ông Trump đắc cử. Truyền hình Fox Business đưa tin chỉ số công nghiệp Dow Jones đã vượt qua 28.332,74 điểm vào ngày thứ Hai 16 tháng 12, có nghĩa là nó đã tăng 10.000 điểm, tương đương hơn 54% kể từ khi ông Trump đắc cử vào ngày 8 tháng 11 16. Điểm chuẩn SP500 đã tăng hơn 46%. Sự tăng trưởng đã được thúc đẩy bởi các biện pháp ủng hộ tăng trưởng, giảm căng thẳng thương mại, bơm thanh khoản khổng lồ của các ngân hàng trung ương và cách tiếp cận FOMO của các nhà đầu tư lo lắng về việc bỏ lỡ một sự vượt trội của thị trường Mỹ. Mohamed Alama, cố vấn kinh tế trưởng tại Alijan, nói với Fox Business, so sánh với các sàn giao dịch toàn cầu như Hang Hang của Hồng Kông và FTE của Anh, thì chỉ số Dow Jones đã tăng lên lần lượt cao kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống, trong khi chỉ số China Jones Shanghai Compost đã mất 7,2. Theo lập đoàn dữ liệu thì trường Dow Jones trong số các chỉ số trung bình toàn cầu lớn chỉ có Nhật Bản, Nike tăng 44,1, gần với tăng của thị trường Mỹ. Các nhà đầu tư Mỹ đã được hưởng lợi từ chương trình ủng hộ kinh doanh của Tổng thống Trump với việc hạ thuế xuất thuế thu nhập cho các cá nhân các giảm thuế thu nhập, doanh nghiệp và khôi phục một số quy định bao gồm các hạn chế đối với các ngân hàng lớn nhất của đất nước. Thứ ba tuần trước, Nhà Trắng công bố viết lại xong thỏa thuận thương mại lớn nhất của Mỹ, hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ năm 1994, phiên bản thay thế là USMCA không chỉ được Mexico và Canada chấp thuận mà ngay cả những thành viên Đảng dân chủ của Hạ viện cũng ủng hộ mạnh mẽ. Đến thứ Sáu 13 tây tháng 12, chính quyền của Tổng thống Trump thông báo đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại kéo dài suốt 21 tháng qua. Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các mức thuế quan đã áp nhưng đạt được một cam kết của Trung Quốc về tăng cường mua hàng Mỹ để duy trì đàm phán giai đoạn sau. Các thỏa thuận đã đạt được như một luồng gió mới cho cả thị trường chứng khoán về nền kinh tế Mỹ đã bùng phát suốt 4 tháng qua. Chỉ số Dow Jones đã tăng 11,2% kể từ khi chạm đáy vào ngày 14 tháng 8. Ông David Costin, chiến lược gia trưởng của Mỹ tại Goldman Sachs cho rằng thị trường chứng khoán tăng liên tục gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ cải thiện trong tương lai gần đây. Mai Quốc Việt và Ngọc Dung Xin kính chào tạm biệt quý khán giả, hẹn lại quý vị trong kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và người thân thương được khang an, hạnh phúc.